Mất việc gần 2 tháng nay, gia đình 3 người của anh Nguyễn Văn Khỏe hiện thuê trọ tại khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, phải sống nhờ vào sự hỗ trợ thường xuyên của địa phương. Trong đợt hỗ trợ lần 2 này, anh thuộc nhóm đối tượng được trợ cấp số tiền 1,5 triệu đồng. Được nhà nước hỗ trợ được 1 triệu rưỡi như gì thì nói chung cũng sống được, có thể được một vài tháng. Phường có 63 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thì đã chi trả là 100% rồi. Và tiến độ là phường đang thực hiện chi trả cho cái gói mà hỗ trợ cho phòng trọ và hộ khó khăn là 2.811 và cái lao động tự do trong đợt 2 thì phường đang tiến hành chi trả và là mục tiêu là tới ngày 10 tháng 8 là mình phải hoàn tất. Là hiện tại bây giờ phường đã chuyển quà và tiền xuống cho khu phố cùng đi với khu phố, tổ phân phố tới từng hộ, từng nhà trọ để mà mình trao quà như thế này. Dự kiến trong đợt 2 này, bằng ngân sách thành phố và nguồn vận động xã hội hóa từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ngoài nhóm lao động tự do tiếp tục được hỗ trợ, gói an sinh xã hội lần tiếp theo sẽ đến với các hộ nghèo, cận nghèo, lao động ở các khu nhà trọ, xóm nghèo, khu vực đang bị phong tỏa, không phân biệt thường trú hay tạm trú với tổng giá trị hơn 900 tỷ đồng. Hiện tại phường cũng đã tiếp tục triển khai đến các khu phố, tổ dân phố, vì các tổ dân phố là nó sẽ là tiếp cận gần gũi nhất của người dân. Đó. Sau đó là phường cũng có thành lập những cái đường dây nóng trên địa bàn phường. Bằng cách đó thì nó sẽ nắm rất rõ cái tình trạng nhân dân cư và sẽ kịp thời những cái gói hỗ trợ trước mắt. Thành phố Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục khẩn trương rà soát, lập chi trả cho người dân theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, nhanh chóng, tránh chồng chéo, nhất là không để trường hợp khó khăn nào không được nhận hỗ trợ.